Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai tự nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Này trời mưa, mấy nay mưa quá trời là không có đi phơi anh em ơi. Nhà rảnh rỗi là mình thay chất trồng cho cái cây này anh em, cây hải châu. Đây mình cũng chia sẻ luôn. Này cái chất trồng của mình này, đó là cát trộn với lại xơ dừa và trấu nha, cát xây dựng đó anh em ơi. Anh em lấy cát xây dựng chứ đừng có lấy cát tô nha, cát tô cát biển là nó chót đó anh em ơi, với lại nó chặt quá là nó chậm ra rỡ lắm. Này toàn hàng trụ điện ấy không anh em, coi thì cũng vào 2-3 nước rồi. Nói chung là hàng đẹp thì lúc bán lúc phôi hết rồi, giờ còn hàng xấu nó ở lại thôi anh em ơi. Đấy, hàng nuôi cốt thì nó cũng bự lắm. Này cây nuôi 2 năm rưỡi 3 năm đó anh em ơi, 2 năm rưỡi á, cốt bằng ngón cái tây, còn mà 2 năm thì chắc bằng ngón út rồi nè anh em đó. Mấy cây vàng nhân nuôi cốt, cốt bự chà bá luôn rồi anh em. Giờ thì mình lấy cái tàn thôi. Này mấy cây này nuôi 2 năm rồi này, hơn 2 năm rồi này, cái cốt là bằng ngón tầm ngón út. Còn 3 năm thì nó to hơn nha anh em ơi. 3 năm thì bằng ngón cái tay này. Này toàn bán thành phẩm thôi, chưa có được hoàn thiện lắm. Này nhà thay mấy cái chất trồng là mình quay cho anh em ơi. Hải châu coi nó đã sống rồi là nó bung mạnh lắm anh em ơi. Nó đi rỡ gơ lắm, đi rỡ khiếp lắm. Còn mà nó chưa sống thì nó hơi yếu yếu thôi, chứ mà khi một khi nó đã sống rồi nó đi rỡ mạnh lắm, khiếp lắm. Này cây lúc trước mình bỏ trong cái chậu tròn này, giờ trời đùn lên đây cái đó nhìn khiếp lắm anh em. Anh em nào mà ưng mấy cây mà bán thành phẩm giao lưu thì cứ liên hệ với mình nha, nhiều lắm. Thì cành dúi này, dúi chừng rỡ trồng lên một chà bá luôn. Đây anh coi nữa, mình mấy cây to ngán lắm, không có bưng bơ đồ được anh em ơi. Mình làm cây thì làm có mình, không có ai phụ hết nữa. Cái cây này thì cây này thấy trước, cây này thì nó đang bung đọt non nhiều nên là mình chưa có thay chậu được. Mình cũng mẹo với anh em mà thấy mà cái nó đọt non nhiều hay là cây nó đang bung đỏ trắng nhiều nha anh em. Mà anh em cứ nhìn cái màu lá này, cây mà cứ lá xanh đậm là cái rễ nó già nó đen, mà cái lá mà nó bung đọt non nó nhiều á là cái đó đang rễ ra rễ trắng rễ con ở dưới rất là nhiều nha. Đó anh em, mấy cây này là đang ra rễ con rễ trắng rất là nhiều. Này toàn hàng bán thành phẩm không anh em ơi, mình chưa có xả dơi luôn. Còn nhiều lúc anh em nói cây núi với cây ấy không bông con trái, không phải đâu anh em ơi, bông trái là do mình nuôi nha. Chứ anh em nói là bông trái ít là khác nha, không phải nha. Khi mà anh em nuôi cái cây nó thuần rồi, dâm cành nó già thì sẽ cái bông trái nó nhiều thôi. Còn anh em không có phân bì được là cái cây núi với lại cây biển thì nó có chút ép à. Ngón cái bằng cổ tay thì nó ra dâm cành nó già rồi, trên đất đảo nó đứng nó già cái cây. Đó. Chứ cầm cành dâm cành nó nhỏ á thì lúc nào nó cũng ra bông màu hết hơn cái cây mà anh em cây núi, cái cốt cành nó bự, cái cốt bự anh em nuôi thì phải lâu hơn thôi. Còn anh em muốn bỏ cho nó ra bông ra trái thì anh em cứ đỡ cành đi. Nhưng mà mình nuôi phôi thì mình trông cho nó tốt cái cây để cho nó mêu to mêu cành, chứ anh em nuôi cành là bảo đảm mình sẽ ra bông ra trái nha. Đó. Cứ bắt đầu tháng 1, tháng 2 toi á, anh em đừng có phân thuốc gì hết, anh em cứ cho ăn nắng 100%. Đó. Cho ăn nắng 100% cho nó cành cái cây nha. Đó. Cho nó thiết cành cái cây luôn là cái cây nó ra bông ra trái.
Hồi này thì thay chậu được nè, mà mình giờ mình thay là nó cũng hơi muộn anh em ơi. Thay về trước tầm cỡ nửa tháng nữa là ok nha anh em ơi. Tại vô mùa mưa, trước mùa mưa cỡ tầm một tháng là nửa tháng là ok. Mưa nhiều thì anh em thay chậu thì nó cũng không đảm bảo lắm, tại vì nó dở bị thúi rỡ nha. Còn trước mùa mưa anh em thay chậu cầm nửa tháng tháng là bắt đầu nó bén rỡ hết rồi, là vô mưa là nó rất là tốt luôn. Thay thì anh em tưới cho mình một tí kích rỡ, sau này tầm nửa tháng thì anh em có thể là vô phân ha. Đây này thì bên đây là mình trồng phôi, trồng phôi. Đây mình quay luôn cái phôi mà cái lá của cây núi này đó cho anh em. Lá cây núi đặc trưng á, chỗ dùng mình thì lá nó hay lá dài hay có răng cưa nha. Lúc phôi thì nó dài thôi, còn mà nó lên thùng á thì nó sẽ bầu lại nha anh em ơi. Nó bầu cây kinh thì nó sẽ bầu lại đó. Đây anh em ha, lá đặc trưng ở chỗ dùng mình này. Đây cây nào thì nó dài dài, còn mình sẽ quay cái cây mà nó đã ra nước lá nước 2, nước 3 rồi cho anh em coi. Cây này bị suy yếu này, suy yếu là ra lúc nào lá nó cũng côn nhỏ lại này ha. Mình trông cho trồng cái phôi, lúc phôi là cái lá nó to nó tốt vậy anh em ơi, là cái cành nó mới lớn, chứ cũng có mới trồng mà anh em đồi cái lá nó côn nó ra nhỏ liền thì đâu ra anh em. Mà anh em muốn lá nhỏ liền này, giúp này cây này này nó bị suy này, suy rỡ yếu này, nên là nó mới ra cái tình trạng cái lá đây nha anh em. Cho nên em đừng có mà ham mà nói cây phôi mà mới trồng ra nó cái lá chút chút. Đây mình quay mấy cây mà mình trồng nó đã lên nước 2, nước 3 rồi nè, là cho anh em coi cái lá này nó tự nhỏ lại à, tự côn lại à anh em không. Đấy đó, tự nhỏ tự côn lại à, chứ không phải là nè là này mình không bấm tỉa nữa, chứ mình bấm tỉa là nó lại càng côn nữa nha anh em ơi. Đây hàng bấm tỉa vô dài là bắt đầu nó tự rút cái chi, rút lá lại. Tại mình đỡ tự nhiên thì nó sẽ tốt nha anh em, nó tốt thì lá nó đi dược, nhưng mà mình đỡ giải cho nó mấy cái to cái tê cành. Đây cái này vô dây mà vào dây cái làm nói lại là anh em thấy lá. Đó. Còn bông trái á, dâm cành nó già á, thì bông trái nó nhiều thôi anh em ơi. Anh em không có so được cái cây mà ví dụ cây núi với cây biển. Cây biển thì nó chút ép mà biểu sao nó mêu ra bông ra trái anh em. Anh em nói vậy chứ cây nào nhỏ cũng mêu ra. Cây núi thì anh em phải bắt buộc anh em phải cái mạch cắt to này, cái dâm phải lớn này. Đó, lúc nào nó cũng phải có thời gian cho anh em. Một khi mà em nuôi lên thì cái dâm nó cành nó già rồi là nó tự bông tự trái. Bông trái nhiều thì chủ yếu là cái độ dâm cái tàn của anh em á, tàn dày dâm nhiều thì nó ra bông ra trái nhiều. Này toàn cái núi hết rồi anh em ơi. Đấy. Núi chỗ mình này, núi lá đây, cái này mình đang chiết lên nè, là mình cái khoanh nó là bắt đầu là nó ra bông ra trái dữ lắm anh em. Tại kiểu mình chiết nó mình chặn cái nhựa nó ấy, là mấy cái đo nhánh đó là nó bung rỡ này ha, là nó tự bông tự trái ra. Anh em tính anh em làm coi, mà anh em chiết là làm chứ không chiết làm gì đâu. Cái này mấy cái này mình thiếu kinh nghiệm nên anh em ơi, mình làm nó vô nước là nó bung rỡ ít lắm. Nhưng anh em làm mà không đỡ vô nước á là cái dâm cành nó bung ra. Đấy. Toàn cái núi không ạ. Đấy, mình cũng chia sẻ cho anh em vậy. Cái vấn đề về lại cái thay giác trồng với lại là cái bông trái của cái cây. Thay giác trồng thì anh em trồng phôi thì đỡ năm hay năm rưỡi gì đó. Khi mà cái cây anh em muốn làm cái cành rồi đó, anh em không ưng nữa thì anh em thay chất trồng. Còn này mình không có thời gian, mình toàn đỡ 2-3 năm mình mới thay không anh em ơi. Toàn bộ coi làm 1-2 nước hết rồi mới thay thôi. Còn có thời gian thì anh em thay lúc phôi cũng được cho nó tốt. Tại vì hai châu mà coi nó sống rồi anh em thay nó dở lắm. Anh em làm cái coi cái chậu nó thoát nước tốt là ok rồi. Nhưng mà phải có cát nha.
trồng pha tí cáp nha, chứ trồng mà ấm quá là cây nồi Hải Châu nó không phải như là cái mai hay ấy rồi nè. Anh em trồng mà ấm quá với đất chặt quá là nó rễ nó bung yếu lắm đó. Cứ làm cái đất nó xốp xốp vậy là rễ nó đi, mấy cây này nhổ lên là nó bó nguyên một bó chậu luôn đó anh em ơi, rễ rất lắm, rất khiếp. Hai ba năm là rễ nó bó chậu hết, rễ nhiều lắm. Còn anh em thấy không, đây con nó bó nguyên cục hết này, để mình dỡ cái chậu ra mình bỏ lên thôi đó. Này thay ra thì cho nó ăn lại đất mới vô phân tí là nó tốt. Này thì mình vườn mình thì mình một năm mình chỉ tưới phân tầm cỡ 2 lần 3 lần 3 lần đến 4 lần đó. Cứ mưa là mình tưới anh em, chứ còn nắng thì ít khi tưới lắm. Nắng tại mình tưới nó ra nó bung dâm, nó lên nắng là nó bung yếu lắm anh em ơi. Nhưng mà được cái lúc đó là lá nó đẹp. Khi mà anh em thấy những cái lúc mà nó nắng nhiều mà anh em làm mà nó bung dâm cành á, là khi đó lá lúc nào nó cũng côn hết á. Nhưng mà nó lâu nó không có đi dược được, nó không có nuôi cành nó to được. Nên là mình lựa lúc nào là mình cái mưa á, có mưa là mình vô phân là nó sẽ bung cái đột, nó được, nó đi dài. Thứ nhất là nó đi dài, nó mới to cái tay cành ha. Mình nuôi cái cốt cho nó bự à. Tại vì chủ yếu là lúc phôi thì mình chủ yếu mình nuôi cốt là chính nha anh em. Mình bỏ ra tới 3 năm để mình nuôi cốt à. Nuôi cái cốt rồi thì anh em muốn có cái tàn nó nhanh lắm. Anh em lên cái bếm, anh em bấm đọt là một năm là có cái tàn nó mịn mịn nha à. Không có nôn gì hết, cứ nuôi cái cốt cho ok rồi làm cái tàn sau. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Mình cũng chia sẻ đây, rảnh rỗi mình nói cũng hơi lăng mang, mình là cũng chia sẻ cho anh em luôn. Đấy. Này nó tốt lắm anh em ơi. Đó. Này thì anh em trồng anh em tưới ít nước cũng được, không sao hết. Tới mùa khô là tới phơ luôn, không cần tưới nước. Tại Hải Châu thì nó không có cần nước nhiều đâu, nên anh em mà cứ cây nào mà anh em cưng quá anh em tưới nước liên tục á là mấy cây nó hay bị chết. Này mình mùa mưa gần như là mình không tưới nước luôn, còn nắng thì ví dụ nắng ghét quá thì tầm mà một ngày có thể là tưới sơ sơ thôi, phun sương cho nó ướt thôi. Còn mà nó có trời mát thì mình toàn 2-3 ngày mình mới tưới một lần anh em ơi, không cần phải tưới nhiều đâu. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha. Nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Bye bye.